Rồi mình chào cô chú anh chị các bạn đã đến kênh của mình ha. Bữa nay mình có cái dịp qua chùa Công Phuông Chót thuộc về xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Bữa nay mình qua đây mình review chiếc ghe ngôi chùa Công Phuông Chót sửa chữa và làm dầm bơi và thay dần công mới. Đây. Sư nói là thay công, thay công gãy công 1 năm rồi. Mấy công rồi thay công mới. Bữa nay cũng lại sư mở cửa cho vô review chiếc ghe ngôi chùa Công Phuông Chót. Thuộc diều xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đây là chiếc ghe ngo thi đấu năm rồi, năm 2022 cũng không thành công. Năm nay nhà chùa quyết định thay cần câu mới và làm dầm bơi mới ha. Đây, đây là dầm bơi này, dầm bơi đứng tắc hái của hả? Tắc mốt hả? Cà đà. Thì mới tắc mốt. Thơ là chắc là thơ một bộ đó của đây. Cà đà. Hai chén tay dân của hả? Cà đà. Cái dầm bơi sư nó là một bộ mới luôn ha. Dầm bơi một tắc mốt ha. Sư nó tắc mốt à. Nãy cũng có chú kia nói tắc hai là không phải ha. Sư nó tắc mốt thôi. Dầm bơi này. Dầm bơi cây mới ha. Đây. Giờ bữa nay cũng còn thiếu mấy cây. Sư nói bữa nay làm đi mua cây làm thêm cho đủ ha. Hả? Đây là chiếc ghe ngò. Thì chiếc ghe ngò này không có sửa chữa gì nhiều. Sư nó chỉ là hai công ha, thay vài cái công hồi năm rồi nó bị gãy, thì sư nói thay công thôi với thay cần câu mới. Đó. Đây là chiếc ghe ngô chùa Công Phuông Chót thuộc về xã Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đây là phần trong chiếc ghe ngô của Công Phuông Chót. Đây là phần trong chiếc ghe ngô ha. Ghe ngô này cũng mới sửa hồi năm 2020 thì ghe sửa lại rất là đẹp, nhưng mà năm rồi thi đấu thì không thành công. Thì nhà chùa quyết định năm 2022 này sư cũng sư nói là sửa chữa một phần bị cong gãy với thay chân câu mới. Đây chân câu này mới của hả? Máy của hả? Thùng thống của cà đà, cà đà. Ồ, tiên nó dùng dớn của hả? Dùng dớn. Dùng dớn tổng chiến gián đấy. Cà đà. Còn mà cua nó tên nó cà đà. Vị thanh. Cà đà, cà đà. Ăn cua nó kinh giá của hả? Hay cà đà cứ hai nó kèo mình chứ nó. Đúng mà cua lắm đó. Ồ. Cua luôn. Anh qua dân tàu tự tin hồi nãy ngồi cụ đây. Thì nào qua dân tin hồi nãy ngồi. Thì nào bà chen chị chen cái non đã đây. Rồi gần câu này gần câu sư nó mới mua luôn ha. Đây. Ba cây nó cũng đi bay đâm. Buôn nè, buôn nè. Cái đà nè. Đây gần câu đây. Câu này sư nói mới mua về từ Hậu Giang. Cái cũ Hậu Giang. Vị Thanh. Đang ăn nấu nấu mì tú. Mì tú kìa, mì tú. Không. Chà hai thùng nó cũ này, sao? Cái chà nó đúng. Cà đà nó sập kiếm. Cà đà, đi sập kiếm, ở Hậu Giang rồi đi. À, Hậu Giang cà đà. Nó là thầy luôn á. Cà đà. Biên Hậu Giang, còn đi tiên nâu mì tổ dương, sọc dương. À, cà đà. Sư nó thay công công bùa bạc làm hết của hả? Ờ, bạc công ba cà đà, bạc công ba. Năm rồi sư nó gãy cái công phần trước ghe, cũng thay, sư nó thay, nó bị gãy. Như ghe mềm quá gãy. Ờ. Ở đây nè, nãy cũng đây. Bắt này, bắt qua. Gãy đây, ở đây nè. Nha. Sự nó thay công trước. Trước ghe. Đây là chiếc ghe ngôi chùa Công Phuông Chót, huyện Châu Thành, Sóc Trăng. Đó. Sự này sư nói là làm dầm bơi, thay cần câu mới và thay vài cái công à. Ghe Công Phuông Chót năm nay không có sửa chữa gì nhiều. Để chuẩn bị mùa dạy Ốc Phúc năm 2023 diễn ra tại Sóc Trăng. Khắc phục mấy công hư thôi. Đó. Ở phía này là chiếc ghe ngò cũ. Chiếc ghe ngò này nữ bơi hồi đó gì chứ ta. Phải không biết nữa. Tàu đấy cũ. Gì vậy ông còn bánh đấy cũ. Bánh lên tàu ra của bọc vào đá đánh chăng. Cà đà. À tu con trai coi ngục giỡn cái mạnh. Thầy rồi. Cà đà cà đà. Anh đi bon 2014. Cà đà cà đà. Ba cà đà cà đà. Đăng này. Nó là vô nhất nó sách. Nó giật sách. Chiếc này lấy giải nhất ở cái sách. Cái sách Sóc Trăng. Đây là chiếc ngon Công Phuông Chót Châu Thành. Chiếc này là chiếc đương kim vô địch lấy giải hồi huyện cái sách tổ chức lần đầu tiên là chiếc Công Phuông Chót đi là lấy giải nhất là chiếc này, sư nói. Đó, thằng câu rất là nhiều luôn nè, thằng câu phía này nè. Ồ đây thằng câu một khi nó buôn bẹm đơm nó cũ ơi, nó chá cũ. Coi coi. Đây cần câu đây rất là nhiều cần câu luôn ha. Sư nói mua về đâu gần 10 cây nữa đó. Mua từ Mỹ Tú, Hậu Giang. Mỹ Tú, Hậu Giang, Kiên Giang gì sư nói có đủ ha.
Đây là chiếc ghe hoa cũ anh. Chiếc ghe hoa này thi đấu rồi huyện Cái Sách tổ chức vào năm 2014 luôn. À 14. Đây trần câu nè, sư nó mới mua về. Ba cây này mua về từ Mỹ Tú em. Đây. Mua về từ huyện Mỹ Tú. À Sóc Trăng. Trần câu rất là to luôn ha. Sư nó không có sửa gì đâu, sư nó năm nay chỉ là làm thay vài cái cong, thay vài cái cong và làm dầm bơi mới và thay cần câu. Như vậy là cái này là năm nay không có sửa chữa gì nhiều, chỉ là làm dầm bơi mới thôi với thay cần câu và thay vài cái cong. Đó là chiếc ghe hoa thuộc công phong chót thuộc về huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Mỗi năm mấy năm trước thì ghe hoa thuộc công phong chót có tham gia ghe nữ, và vài năm trở lại đây thì nhà chùa không có thi đấu ghe nữ nữa, tại vì thi đấu ghe nữ không thành công và cũng rất là tốn nhiều kinh phí. Tại nhà chùa bơi tới ghe đam ghe nữ thì kinh phí rất là nhiều, nhà chùa tốn nhiều kinh phí rồi không có thi đấu luôn, mà thi đấu không thành công thì nghỉ. Nhà chùa thi đấu chỉ có chiếc ghe ngò nam. Đây là chiếc ghe ngò nam 2014. Đó, 2014. Con tàu này niên bên mối của tàu quản vẫn á. Đây, dầm ha. Dầm này sư nó chắc hai. Sư nó chắc hai. Dầm này thì thợ nhà làm ha, thợ nhà tự làm, sư nó không có mướn thợ ngoài để làm. Dầm này tự nói chung là băng chị chùa làm luôn. Đó. Dầm này một bộ này là 100 cây đi, mình nói 100 cây ha. Đó. Đây là chiếc ghe ngò thi đấu của ghe ngò công phong chót của Châu Thành. Chăng. Nhìn đẹp. Cần câu vậy là cần câu trong ghe này hay dân lá của đây là chính tôi và toàn đấy, ở đây là toàn phết ở toàn phết chuyên định vô cho. Cần câu này thi đấu năm rồi nè, nó hư rồi, nói chung là sư nó chưa để xuống. Năm nay sẽ nhà chùa sẽ quyết định thay cần câu mới. Đó, quyết định thay cần câu mới đây phần trong ghe của con phun chót. Cần câu này nhìn cũng rất là đẹp, nó cứ khi sát nó cũ nguồn nhắm đấy này mà ra ra mà khi nhắm nó cũ với tình nghĩa chứ này có cái dạng nhắm ấy. Thì thằng chồng ghe, ghe này nhìn rất đẹp, ghe này hồi là đóng là mình nhìn nó rất là đẹp luôn, ghe này rồi nó lắc luôn, để xuống nước nó rất là lắc luôn, ghe này nhìn nó rất đẹp luôn. Ghe không cũng chốt nó rất đẹp, ghe nhìn rất đẹp luôn đó ghe này, nhưng mà thi đấu thì không thành công, không biết từ sự cố gì đó mình không biết, cần câu cái gì đó mình không biết, nhưng mà ghe rất đẹp. Ghe này mới sửa hồi năm 2022 năm rồi đó, rồi gãy mấy cái công đầu, rồi sư nó thay công đầu ra, sư thay công đầu ra, sư nói sẽ thay cần câu mới đây, chứ không có ghe này không có sửa chữa gì nữa đó. Thay cần câu mới đây. Đây là quai văn phần bên hông của chiếc ghe ngon, và nhà chùa cũng có chiếc giò lõi để vận chuyển cần câu và cù thủ ha. Đây giò lõi đây của nhà chùa, và cái nhà chùa cũng xuống ghe cũng rất dễ dàng luôn, xong cái bên luôn ha, xong cái bên. Đây là phần trong ghe của chùa công phong chót. Đây là cần câu trước nè, cần câu trước này nhìn cũng rất đẹp, cần câu sau cần câu trước nhìn rất đẹp hết ha. Đây cái thịt nó quấn quấn nè các bạn ha, đó thịt quấn quấn gì nè. Đây đó, ghe nhìn rất đẹp. Đây giò lãi, phần giò lãi bên đây, giò lãi này sư cũng trang trí luôn ha, qua văn đồ ha, đó sư cũng trang trí luôn rất đẹp ha. Đó đây phần đầu ghe của con bông chót, sư cũng ở đây cũng có đây chữ Khmer luôn ha, chữ Khmer chữ chữ Việt sư để có đây hết ha. Đó chữ Khmer chữ Việt thì sư có đây hết. Ghe ngò chùa công phong chót huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Bữa nay mình có dịp mình qua đây mình review một đoạn video ngắn cho cô chú bạn xem. Và ngôi chùa cũng có một chiếc giò lãi rất là to để vận chuyển cầu thủ và cần câu. Và phía này là chiếc ghe ngò dành chiếc du lịch năm 2014 tại huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đó. Vậy là video của mình cũng quay video ngắn đây. Cô chú và bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và bạn rất nhiều đã theo dõi ý theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một ngày mới tràn đầy hạnh phúc bên gia đình.
và xin hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Các ghe ngò sửa chữa và đóng mới tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tôi sẽ đi review cho cô chú bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại.